đây là chung cư Hòa Bình này, chỗ của điện này, anh điện này, cháu điện này. Thế là điện ở chung cư Hòa Bình hả? Vâng. Chú lại cứ tưởng là ở Tham City. Không. Không. À thế hả? Ừ, có thì xuống xuống đây đâu. Đi xuống siêu thị mua ấm cho bác Liên. Thế là quá tiện luôn. Lúc bác Liên bác gọi điện, chú lại tưởng là chồng của cái bà Xuân là bạn học với bác ấy. À, thế lại học hỏi cho tôi. Tao muốn bảo bố về cho tao địa chỉ để mà cái Xuân thì chưa học cùng với tao. Và thế là còn bố mày thì học với thằng Thu em nó. Thế thì thằng Thu nó chết rồi. Thế cái Xuân này thì nghe nó cũng giờ bố mày cho tao đến nhà nó một lần. Ở đây chưa chỉ to thế cả. Siêu thị này của Vincom à? Muốn mua cái gì thì ở đây hết à? Chả đi đâu mua gì? Hòa Bình. Hòa Bình. À thế là nhà tôi ở bên T6 mà. Chú hàng là có siêu thị không? Không. Chơi chung cư chú nhỏ ừ. Mà. Có mấy cái siêu thị con nữa. Không có, chỗ của hàng làm gì có to này. Chỗ này. Quanh đây tìm xem có cái nào bé. Chứ bảo không có đâu điện ơi, bác Liên mới cứ nghĩ như thế thôi. Nó phải có chỗ nó mới có. Lên thang máy tầng 26. Đây có cái nhà ăn uống. Khu thương mại. Có thang máy riêng của khu. À đây là đi thang máy của khu thương mại. Thương mại có 5 tầng. Đấy còn sang bây giờ đi sang để phải sang 5 tầng thương mại cơ. Nó có 5 tầng thương mại đây, ừ. Đây xung quanh. Hết 5 tầng thương mại thì phải ra ngoài xong chuyển thang máy chung cư. Đấy, ừ đấy, đấy bán phòng nội thất này, xong bán đồ đấy. Thế điện mua gì ở đây hết. Quá sướng. Vâng. Ừ, đấy, không bằng tham còn hơn. Nhưng mà mấy tỷ. Không tham phải đi ra khỏi tòa nhà mới có. Điện lên mấy tỷ, nó điện mấy tỷ. Thằng này hay hơn tham. Bây giờ nó khoảng hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ. Thế này là kêu gọi kia là 3 tỷ. Đấy, bây giờ nó ra hơn. Bên đấy nó có 12 thôi. Bên đấy nó có nhiều cả. Này nó lắp cho cả nước từ. Nó lắp hết mọi thứ mà. Đấy là căn hoàn thiện. Còn căn thô nó khác. Căn hoàn thiện. Căn thô thì 6. Xong lại hoàn thiện vào khoảng 2 tỷ. 300%. Thế thì như của chú. Vâng. Chú mua tỷ 8. Con hôm thiên vào đây còn nó. Vâng, cho cháu bé cho chú. Ừ. Này ta chả có người dẫn đi, ta chả biết nó nào. Đây. Bơi đi. Cái gì? Bơi bơi, à, bơi bơi đấy hả? Ừ. Đây. Chung cư nhà điện là có bể bơi nhá. Bể người lớn, bể trẻ con. Hôm nào tôi đến nhà cậu để đi bơi, hôm nay tôi mang cả quần áo bơi đấy. Ờ, cho mà xanh cháu bơi đi. Tôi mang cả quần áo bơi đi đấy, nhưng mà thôi chiều nay về này. Có phòng sông bơi này, phòng sông. Nhìn ra kia là cảnh sông Hồng rồi. Chưa biết cầu Vĩnh Tuy này. Bảo đi lên tí cứ dứt định ạ. Mày quá, ta để. Bên này là Tham City này. Tao không nhìn thấy, tao để nhờ cái con bé bên cạnh nó bấm cho tao đến cái số của điện phong. Phố Minh Khai. Thế là để xem điện có nhà không thì lên, lên chơi. Cô Hồng. Cô này quá đẹp luôn. Bên này là cái chùa. Quá giỏi đấy thằng Cương. Và cái khu thang máy với thông gió kỹ thuật. Bên này hai thang, hai hệ thống thang máy này. Điện. Đấy chùa đây này. Đến nhà thằng Cương chưa? Đến rồi. Cảnh chua mà. Đẹp nhỉ. Cảnh chua thì nó có đủ thứ. Tối là các bà hay lên đây là kinh niệm Phật. Ta nhớ một lần mà cho con lên đây rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đấy. Cảnh chua. Đấy, chùa đẹp thế nhỉ.
còn còn chưa đến nhà điện thì bảo mua nhà thì mấy năm rồi. Cao cấp hơn thì có lan can dát vàng nhé, thang máy dát vàng và vệ sinh cũng dát vàng luôn. Dát vàng sạch sẽ lắm nhỉ. Mày xíu quá rồi đúng không? Chúng ta đã sắp xuống lỗ rồi, chẳng có nhà đẹp. Từ đây vào đây. Đấy. Tập đánh gôn. Ngồi ở đây đánh vào à? Đứng ở đây để đánh. Đánh vào cái này để cho nó lắp cái bia lên đấy để cho nó tập độ chính xác ấy mà. Cho độ chính xác và thành thạo. Cái này có hoa sao? Đông người thì tổ chức ăn BBQ nữa. Cái này có hoa. Ừ. Có. Đẹp không? Hoa của nó. Có. Thế đó. Có. Cái này trăm cái. Rất đẹp luôn. Riêng cái quang cảnh của cái sân thượng này không đã sướng này, đẹp. Ô, chỗ này nó lát gỗ rồi bác này. Chỗ này nó lát gỗ này. Gỗ với cỏ nhá, toàn gỗ với cỏ. Cỏ thật đấy. Xi măng đấy. Gỗ gỗ. Sân này để chơi thôi chứ. Thế chúng mày cứ lên đây thể dục thì tốt quá, thì khỏe quá. Nhưng mà ở đây người lên. Tôi cứ thể dục. Đi lại trước cửa em được. Về hướng Minh Khai rồi là Trương Định nhá. Nhìn tiếp xa xa kia thấy cái ấy kìa. Cái gì? Cái tòa cái gì đấy? Tòa nhà cao quá. Trion City. Này tôi bảo chỉ có khu này là đẹp nhất. Kìa kìa. Cái tòa nhà cao cao với Lotte Giảng Võ kìa. Lotte Giảng Võ kìa, đúng không? Cậu ạ, nó bảo nhiều chỗ đẹp lắm, nó đẹp hơn. Nên là tôi xuống chúng mày cho tao đi chơi. Không biết. Chơi đi bao giờ? Giờ đây là sắp chết rồi. Nhưng mà chúng mày có dỗi đâu mà đưa đi. Cậu Hàm giờ đang dỗi. Bây giờ từ tầng 26 sẽ xuống tầng 29 xuống tầng 26. Bên dưới là tầng 27 là penthouse. À thế à? Penthouse. Penthouse nghĩa là nó hai tầng, nó là nhà có hai tầng. Ở bên ngoài nó toàn kính thôi, nên là đứng đấy đẹp lắm. Tức là một căn hộ là có tầng dưới và tầng trên, cầu thang bên trong. À thế nhà ai mua ở đấy thì đắt hơn à? Coi như thành hai căn hộ không? Hai căn hộ, thứ hai bên ngoài lại rất toàn kính. Thế nên là nhìn đúng ở trong nhà, nhà ngoài thì bây giờ thấy ai nhiều tiền mua đấy chứ? Nghĩa là mình chỉ vuông ở đấy thôi, nhà mình chỉ là nằm dưới ở đấy thôi, còn lại là nằm trên hết một khác. Ừ. Đấy như bọn đấy thì nó được luôn, coi như là đi bộ lên trên này là có nhà sân để nó luôn. Đây là khoảng. Đeo lắm cầu thang nè. Quá tuyệt vời. Không làm có người nhau rồi. Tầng 26 rồi. Cuộc đời chúng mày thế này quá sung sướng. Bác cứ kêu ca làm gì? Sướng nhưng bác sướng lắm. Bác không được sướng nhưng bác cũng thấy sướng. Kêu cho nó sướng một. Thẻ an toàn à? Vâng. Nên bấm mã số, à vân tay à? Vân tay và mã số. Vân tay và mã số. Là Win Minh Nhí về là tự về là ấn mã số. Win Minh Nhí cũng tự về được à? Về lên nó đi học là nó về đây. Đấy, đây là tủ giày và tủ mỹ phẩm. Nó tường cho đập đi làm tủ giày thôi. À, nó là tường trước là đây à? Vâng. Xong đặt cho nó thụt vào. Kiểu hoàn thiện mà. Cho nó thụt vào. Ừ. Thế còn đây vệ sinh. Vệ sinh ngày xưa nó to hơn thì cho đập đi cho nó bé. Ừ, giỏi. Nên giỏi. Chỉ đơn giản vệ sinh. Ừ. Quá chuẩn luôn. Còn lại với chỗ phòng này. Đây, giường tầng người nhí. Với phong nằm đây. Giường tầng đây, cậu thấy chưa? Đây là một phòng ngủ. Phòng ngủ của nhí. Phòng ngủ phòng học của phong. Nhí, phong. Phong của nhí. Phong nhí. Ừ, đấy. Phong nghỉ trẻ con. Ừ. Bây giờ cái mùa hè là cứ dồn hết sang bên này. Ừ. Còn đây là phòng khách. Đấy, phòng khách đây. Ừ. Phòng rồi. Khách. Bàn tham phật của nó tuyệt vời chưa? Khu thờ Phật. Nhưng hồi này nó khỏe, nó không đau lưng nữa là tốt rồi. Đấy, chỗ này phơi quần áo mát chưa? Úi giời, mát quá. Đặt lai lạt ma. Ừ.
Đây này, mát lắm, điện ơi, cầm cái quạt hút rồi này. Piano. Gió lồng lốc, lồng lốc. Piano của Nhí đây. Piano của Nhí. Piano, học piano. Kiếm, Nhí piano đắt thế này cơ à? Có cái này rẻ, hơn chục triệu thôi. Uyên thì là violon. Uyên violon, Nhung thì là guitar. Dạ, cái này có hơn chục triệu á. Thế là cậu mua cho kit. Ờ, mua cho kit. Điện mua rồi mang lên cho kit, đúng không? Cứ bác mua là nó chuyển đến là... Yeah. Đây bác này, cái bếp này mới là cái đồ xịn này. Bếp này mới đồ xịn này. Đấy. Đây là cái sóng xịn này này. Tính lắm thôi. Tính à? Chịu lực nhé. Không lo cái sóng đi ghê bình thường. Đồ cơm xịn này này. Đâu, đấy là, lo nướng. Lo nướng. Thế à? Thế kìa. Nó có nấu cái nồi cơm Nhật rồi vào cắm cả tuần ăn đấy mẹ. Ôi, cơm cắm cả tuần ăn đấy, chết cha. Quay hết đi rồi về cho hết vào, cho bác mở cho bác xem. Đây cái này cũng lối ra ban công đúng không? À, à thế là hai lối ra. À cái kia mở để lấy ánh sáng hả? Lấy sáng, lấy không khí. Thằng đấy mới là hay đấy. Đây, mở cái đấy mới hay. Đây là sàn gỗ này là nó tự lắp đấy. Mình về mình đầu tiên nó chỉ thô thôi, xong về tự làm. Căn hộ thô. Còn đây có một cái view nhá. Ơ xin lỗi. Cái có một cái view. À đợt. Và cái view này nó nhìn ra cái đường Minh Khai và Tham City. Và nhìn sang cái căn cái chung cư Hòa Bình mới xây kia đúng không? Vâng. Đang xây dựng rực rỡ. Đấy. Quá tuyệt vời. Cuộc đời sướng như này mới gọi là cuộc đời. Bác đừng có kêu ca. Kêu ca gì? Bác biết đây rồi. Chúng nó sướng. Còn đây là phòng ngủ master. Ừ. Phòng ngủ master. Nhưng... Phòng ngủ chính. Quạt này ạ? À? Quạt này có đắt không nhiều điện? À thế à? Cái đệm mà dựng lên nhá. Quạt này mát lắm nhỉ? Nhưng mà quạt lên quạt cũng có một cái view. Cũng nhìn ra như thế. Nhưng mà Hà Nội nó mới có. Không, à, nước là từ từ vừa uống nhà các mẹ rồi. Đi chơi thì uống nhiều lại đi giải khó. Vệ sinh đây đầy. Tầng nào cũng có. Chắc là về tháng nguyên này lần sau thì không học không biết lại sướng nữa. Đấy, nó kêu thế này mà không biết mở cái gì đây này. Chắc có tin nhắn. Ừ. Tin nhắn còn chưa biết mở ra đâu. Mở ra để xóa đi. Nó bảo phải dạy từ từ đã. Nếu không dạy từ từ thì mắt mình cũng không nhìn được đâu, nó mờ hết. Xem một tí là mờ hết mắt rồi mới lại. Nó cũng không nhớ được cái chứ. Có phải cái gì cũng nhét vào óc được đâu. Cháu đây nhá, trong cái mặt này này, đây, bọn anh đây, vừa cả, nên là khi mà gửi tin cho bác đây thì bác cũng nhận đây này, đây ảnh mới nhất của bác đây, ảnh vừa chụp xong đây, đấy, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Bác tải về nhá. Này bác cất được rồi đấy, cất cái này. Thế được rồi, cái đấy về từ từ còn phải học còn lâu. Qua dạy được cho bác em một lúc dạy được một lúc thì bác thuộc rồi. Từ từ bác cứ từ bác, bác cứ về cái gì dạy được không bác trau dồi đi đã nhá. Theo chú Hằng là nhanh lắm học. Ừ. Rồi ta sẽ xuống nhà hàng. Chú dạy vào thằng lấy xe. Cứ đợt đầu thi đố mẹ rồi. Nhưng lại thím lại để cái máy điện thoại xong lại gọi cho thầy. Thế thầy bảo thôi thế ra đi. Thế là cứ thế tính ra. 100 điểm đến cái bài cuối cùng nó lùi thêm nhắc nữa thì ra thì là đỗ. Thế xong ra thế là nó bảo bạn bỏ bài
À thế à? Nghĩa là chưa vào rồi mình ra luôn gì? Vào gần đến nơi, chỉ còn lùi một tí nữa thì đến cái vạch cuối cùng ấy. Vào. Thì thầy bảo là được rồi, thầy tưởng là được rồi, thầy bảo được rồi ra đi, thế là đánh ra, thế là mất. Con nó trả lời, à thế bỏ cái này ra, muốn giữ cái ảnh này thì bấm vào đâu thì được. Rồi, thôi, bây giờ đi ăn cơm đã, xong rồi để con đi không kịp. À, nào, đi. Bây giờ thì không kịp. 10:15. Một giờ đi, về sớm mai ta đi Định Hóa mua mật ong. Thôi, đóng cửa vào đi, đi xuống ăn cơm rồi đi luôn. Cất cái này đi. May quá hôm nay điện ở nhà đây mới đến thăm được. Cứ bảo Nga nào sang đây. Cứ bảo lúc nào phải có buổi đi chứ không phải là ấy. Không phải là không đến, nó phải có buổi để đi. Đây được cái là nó chỗ nào phòng nào nó có ánh sáng vào, phòng nào không khí. Đây là một hành lang, hai hành lang chữ H. Hành lang này 12 căn, 6 căn. Bên kia là hành lang chữ H. Và 8 thang máy đúng không? Đấy này, phòng phụ. Nhưng mà nó vẫn quét ra một không gian để cho lấy ánh sáng, lấy không khí. Chứ bình thường chỗ thằng khác là chỗ này nó lại là một không gian nữa rồi. Thì cái gian này nó không có ánh sáng vào đây. Như thằng thang không có ánh sáng. Cứ đóng cửa vào là nó tự khóa hả? Vâng, tự khóa. Đâm chú hàng chú về biên soạn nữa cơ mà chú còn... Biết rồi nhưng mà để về nó ta mở mở đúng cái chỗ mà hôm qua nó dạy ra thì có. Đây con bảo đây, chú sẽ đổ. Còn cho cái chỗ ông Thăng ông ấy quay ra đi học cảm xã đấy. Về để cho vào cũng rồi. Để vào cửa ăn cửa phải cho vào chỗ rồi để bác dễ mở. Chứ biết mở chỗ mà. Bây giờ đi xuống tầng 5 để ăn cơm. Đấy, khu thương mại. Từ tầng 5 trở xuống là khu thương mại. Thế nào bác ngồi tỉ tê bác này gọi điện cho ông điện. Không, tao phải nhờ cái con nó ngồi bên cạnh nó mở cho tao điện phong. Chứ không kính cậu cầm thì tao nhìn làm sao được. Mà cái kính thì tao đã nhìn thấy là phải có cái lúc nữa cơ. Chân tôi đi đâu tôi muốn gọi gì của cậu thì nó ở đầu tiên thì tôi bấm được cái trang đầu tiên cậu xong đến anh Sự xong đến cậu Thăng rồi đến cái Biên. Bác cứ nhớ vào cái phím ấy, ấn số 1, số 2, số 3. Đấy. Bảo cái thang máy nó bóng lốt lên như cái gương. Nha. Như gương. Nó thật. Nó đắt tiền thế. Đến tầng 5 bây giờ mình ra. Đóng cửa. Quá xí. Ông chủ ở cái lần trước thằng này nó cho đi chiêu đãi ăn miễn phí cho những dạng hàng người Việt đấy. Cho các đi ăn cơm cái từ máu có cái gì thì mò đâu đi cơm béo thế thì là con nhộng được đấy. Ừ đấy. Con nhộng nó cào cào đi ra đây. Từ từ đã. Thì tôi ăn cơm. Đây bác ăn con nhộng này nhá. Cái gì cái ốc xào kia bác có thích không? Cái này thịt quay này, thịt kho dừa này. Cái kia là đậu phụ ấy này. Chút này. Chả lá lốt kìa. Lấy cho bà trước đi. Từ, cứ lấy cho chú trước để bà con nó chọn. Thế còn rau có đây. Đấy. Nem rán nhỉ? Ăn rau bằng luộc, có rau luộc. Không, bác cứ đổi cái món đi cho nó. Trước bác ăn gì rồi, hôm nay bác đừng ăn đậm vào như thế đấy. Mà ăn thứ mới lạ thì nguyên. Cứ ăn. Ăn mới lạ. Trước ăn cái gì rồi, bây giờ đừng có ăn lạ. Nhỏ nhỏ nó còn chín được, nó to. Có ăn gì ở đây đâu mà trước. Không, ở nhà ấy. Mua cơm suất cho chị ăn đi thì còn nói. Cơm suất thì được hai món lớn, hai món nhỏ và các rau kiểu đấy. Ừ. Dưới xong
họ không nói. Bây giờ chọn cái này trước, chọn rau sau. Hai món phụ, có thể là món đậu hoặc là thế thì ăn cái này với thịt bao giờ? Mà xuất quên. Đấy bà, cho là châu kíp vào đây này, chơi này. Nó cứ bảo nó dài này, chú lần này cũng mười tóc này, lần này chú cũng mười dài, xong rồi chú mới to. Vì đầu chú nó hơi gọn, chú cho nó dài đấy. Đúng rồi, thử xem chúng như nào. Này hồi nó cắt chặt thì nó trông ách lắm, trông như là dân đầu gấu dân anh chị. Còn bây giờ mới to thì là dạng đại gia cao cấp nhưng mới to được. Hôm nào tiếp nó cứ đòi đi nhà bác lên nhặt cái đĩa ăn khổ hơn tôi. Ở đây nhiều có chơi chứ mà. Tiếp cứ đòi đi nhà. Chơi đây thì mình sang bên tham mình xem TV, xem phim. Còn sau đấy là vui chơi cũng được. Mình đi chỗ đấy được. Có khu cộng bên tham thì cứ vào thoải mái đúng không? Đó. Khu trung tâm thương mại tham vào thoải mái. Vui chơi ngoài trời ấy, trẻ con vào chơi. Bếp là nhiều món. Cơm nó nấu cả rất ngon. Chưa toàn dân văn phòng ăn đây thôi. Ăn cơm con nhập ngon quá. Ngay bên cạnh là cái siêu thị. Tức là cái mình chọn cái tầng cái căn nào thì nó sẽ ra được cái thăm là ô tô xe máy không, nghĩa là bây giờ mình cứ thăm nào cũng như nhau à? Như nhau hết đấy, người ta bây giờ mình cứ đến chỗ đăng ký lễ tân thì người ta cho mình một cái thiết thăm ta nhét một quả cầu ngẫu nhiên màu ngẫu nhiên ta cho một cái lồng quay xong rồi có một người ta ra nhập quả ví dụ ở đây giải nhất nhá, nhập quả cầu này ra chứ công bố rồi đấy. Họ nhập quả này ra mình thấy nhất nhì là cùng màu rồi. Đó, mình làm cùng một màu xanh rồi, có tất cả các giải khác là toàn màu khác, đúng không? Chắc chắn là mình trong đấy rồi. Thế là cái màu cũng là ngẫu nhiên đấy chứ hả? Ngẫu nhiên, hoàn toàn ngẫu nhiên mà, không được bốc người ta ngẫu nhiên. Đấy, và trong cái màu đấy có rất nhiều nhà cùng màu đấy, đúng không? Đấy. Thế mà chắc chắn được rồi, đến lúc mà nhưng mà cái giải nhất thì là có một cô mình mua khoảng tầm 20-30 nhà ở đây mà 20-30 căn đây. Là cô nói luôn là trước khi mà bốc cô nói luôn là tất cả các đường cô là mang thực hiện hết. Thế nên cô được xứng đáng vì cô làm từ thiện, tiền cô nhiều rồi. Cô mua căn hộ cô từ thiện. Đấy. Kinh quá. Từ bốc ô tô mà là tất cả phần thưởng ấy, ô tô mang đi từ thiện hết. Chỉ có một cái ô tô thôi. Một ô tô. Thế có hàng hai cái xe máy, hai ba xe máy đấy, hai cái xe máy. Thế bảo cháu bảo là tôi đến lúc mà đọc sướng tên thì cháu bình thường mà kiểu gì cũng giả ấy. Thế nên mua nhà này rất là may, giá nó cũng hợp lý, còn đây là 1.6. Nhà 100 triệu toàn đi vay quá. 100 triệu toàn đi vay. Giả dần dần, giả được hết. Thế nên là cứ quyết là được cái bao nhiêu mà thích thì bác làm. Đất ở Đông Anh chưa bán được rồi. Nên là của bà bên ngoại, vay của ngoại chưa? Bên ngoại, bên nội, có nợ bán mua các đâu cũng nợ hết. Căn nhà chú toàn đi dự lễ bốc thăm. Thì đến cái bà này thì bốc thì bảo nhờ cô Toan bốc hộ. Xong chốc bà kia bà sẽ bốc hộ cô Toan. Thì Toan bốc một phát là được cái TV 40 triệu cho bà kia. Đến lúc bà kia bốc hộ Toan được các tủ lạnh 17 triệu. Đấy à, thế cũng có phần thưởng rồi. Không biết nó giỏi thế. Ngon. Mà điện thấy mẹ mà mua đất thì người ở trong anh mà mua giá đất mà giờ không bán được mà giờ giá thì trả hơn. Cái đấy bình thường. Nhà đất lúc nó lên nó xuống rồi, rất là. Thì đến nhà bác mua có 10 triệu.
Nó bán được hơn 200 triệu rồi, thế sửa nhà nó cho thuê là cái chưa đến đâu là rẻ. Làm gì có thu nào bây giờ. Các thực bao nhiêu làm tháng này nhiều thì được 7. Qua ta còn mở cả ra. Đúng rồi, nhà nó ra xem. Còn đứng đứng xem đấy. Em qua bác mở cả cái toan lái xe phòng chung. Nó bảo lái cái xe này hơi khó. Lái cái xe phòng chung. Lái xe phòng chung không sao là thấy ngon mà thấy dễ hơn là xe mình. Cả lái xe phòng chung. Nhìn nó ngồi nó cao. Xe chung là xe tự động đúng không? Xe chung xe tự động. Hôm ấy là mượn cái xe chung đầu dài để đi tập tổ chức đi. Để vào hình cho nó dễ. Bây giờ ra đây xong đấy hả? Nhưng mà đi thì đây đây bê bê. Thôi không uống nữa đâu. Bây giờ đi luôn rồi. Ra đây. Bác uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Đi ra đây ngồi chờ. Thuốc ở trong ba lô này đây. Uống thuốc đây xong rồi. Nó ném xuống nó ngọn nhà lọc bên nhà xuống đấy. Anh chụp đây. Thuốc là lên đường. À, đại siêu thị. Cái này thuốc tiểu đường. Có thật. Đây. Thế thôi được rồi, ra xe uống. Không, ra xe uống. Không cần mua đâu. Thôi không cần mua. Không có mua, có xe. Không mua. Cầm cầm lấy thuốc ra. Cầm thuốc ra ngoài xong rồi tí. Bác xe sẵn hình viên đi. Ra nơi là uống luôn. Mấy cái này có phải uống không? Không, cái này không uống. Xé ra. Xé ra cầm tay. Thuốc nào mà cái này vứt áp của xã. Cũng không phải là đi đâu, lúc nào có việc đấy. Nhà mới, ô tô mới, xe máy mới. Không, em là em quyết tâm em làm. Đấy, giờ là chuyện giai đoạn này là chuyện phải lo cho con gì cả. Quyết tâm làm chứ còn ai chả làm được, chẳng qua người ta không làm. Đây, đứng đây để vào lấy xe đã. Đứng đây nhá. Là con cũng muốn đi nhưng mà con chỉ đi nhà cậu Điện thôi. Tao bảo làm sao là thôi, shit top. Tiểu thư Nhung shit top. À, đấy, bây giờ lên đường, đi không có muộn ô tô. Xe ô tô đây không có. Ô tô nó chạy mất nhá. Ừ. Đây. Vào đây rồi đi đây. Đây, đi kia. Rồi. Đi nhá. Về đi. Đi nhá.